hôm nay tớ có áo thỏ đây này. Cậu hôm nay không mặc áo gấu à? Áo gấu vào nó mới đẹp, nó mới ngộ nghĩnh chứ. Ui giời ơi, bây giờ ai còn chơi dăm ba cái đồ gấu bông bé tị tí ti đâu xem nào. Đây, cái con gấu bông này à, bé như bàn tay ấy. Bây giờ tớ chơi khác rồi. Khác, khác là khác như thế nào cơ? Đây nè Trang ơi, cậu nhìn thấy chưa? Wow. Bây giờ tớ chơi hàng thật luôn chứ không phải là hàng mấy cái con gấu bông bé tị tí ti nữa rồi. Ui, buồn. Cái con này nó cứ hay rụi vào cổ tớ, buồn ơi là buồn đi. Ui, nó lại đang rụi vào cổ cậu tiếp rồi kìa. Đấy, chơi hàng thật như thế này á, nó vừa cử động được mà nó vừa to à, chứ không như mấy cái con thỏ mấy con gấu bé bé của cậu đâu. Con này bây giờ tớ đi đâu là nó đi theo đấy luôn, nó cứ ôm ở trên lưng tớ như này này. Thích ơi là thích. Ơ thế nhưng mà cậu cõng con gấu bông to như vậy có bị mỏi không? Đúng rồi đấy, cậu nói đúng cái nhược điểm rồi. Cái con gấu này tuy nó to nó dễ thương, thế nhưng mà cõng nó ở trên lưng lâu cũng mỏi phết. Thôi gấu ơi, đi ra chỗ khác chơi đi, khi nào cần thì lại chạy lại đây nha. Gấu ơi, cứ đi chơi đi nha, khi nào tớ gọi thì quay lại đây nha. Em đang bảo cái gì con? Có một cái bồn câu á. Lúc em đang đi chơi thì là em nhìn ở trên đường thấy nó. Thế xong rồi em đi theo cái bồn câu ấy à? Em đi theo nhưng mà nó đi nhanh lắm. Ây chà chà, thế có nghĩa là ở xung quanh đây cũng đã xuất hiện mấy con Skibidi bồn cầu cậu ơi. Có Skibidi bồn cầu xuất hiện rồi á? Thế thì cậu ngồi đây chờ tớ một lúc. Cậu làm gì đấy Trang? Skibidi toilet xuất hiện thì chúng mình cần phải có vũ khí chiến đấu cậu ơi. Cậu định chiến đấu bằng khẩu súng này á? Đúng rồi, cậu thấy cái súng này có hợp không? Khẩu súng này của tớ á, mà bắn ra thì Skibidi không còn đường chạy luôn. Súng này á? Đúng nhưng rồi. Mà súng này không ổn đâu Trang ơi. Sao lại không ổn? Súng à? Nhiều lòng như thế này cơ mà. Súng của cậu bắn nhiều vì sao là cũng hết đạn đây. Muốn tiêu diệt những cái con Skibidi toilet á, cậu biết vũ khí nào mà bọn chúng sợ nhất không? Súng này không sợ súng thì còn sợ cái gì nữa nhỉ? Đây này, cậu nhìn thấy chưa? Đây chính là cái thông bồn cầu đây. Lũ Skibidi toilet bị mấy anh cameraman cầm cái này chặt cho một cái thế là cái đầu tụt xuống luôn, ấn nút xả nước một cái là trôi mất luôn. Đây chính là cái thông tắc bồn cầu đây. Cái này này, nếu còn có một cái nòng đẩy này, khi mà mình gặp cái bồn cầu mình ấn vào đây, bịt qua thế này là nó đẩy luôn cái đầu xuống luôn, như thế nó mới mạnh. Mà cái này không bao giờ sợ hết đạn. Cái này vẫn chưa phải nặng nhất đâu anh nhỉ. Cái này quá hợp để tiêu diệt bồn cầu rồi, mà này bạn vẫn còn chưa phải là mạnh nhất á. Cái mạnh nhất là cái gì? Đừng có dí vào đầu anh, nhớ đâu nó tụt đầu anh xuống sao? Xem nào. Ôi, cái thông bồn cầu này lạ nhỉ cậu nhỉ? Loại này như là được kiểu nâng cấp cải tiến lên ý, ở một cái mức mà tầm cao mới cậu ơi. Nó còn có thêm những cái nấc lò xo thế này để làm gì nhỉ? Ê, tớ biết rồi. Đấy, nó có thể thông lực mạnh hơn. Đúng rồi, khi mà mình thắng cái lò xo này xuống như thế này thì lực đẩy nó sẽ mạnh hơn rất nhiều cậu ơi. Ê, trời trời, vũ khí này của em càng mạnh đấy. Có vũ khí rồi, bây giờ chúng mình hãy lần theo dấu vết, đi theo cái bồn cầu ấy đi. Để chị chuyển chúng đi chỗ khác. Để chị lấy ra nhá. Ba cái thùng rác này ba màu khác nhau, em Cam biết là gì không? Nope. Mỗi một loại thùng rác sẽ đựng một loại rác thải khác nhau đấy. Màu vàng này chính là rác tái chế, màu xanh là rác vô cơ, màu xanh lá cây là rác hữu cơ. Chúng phải được đặt ở trên vỉa hè như thế này. Mùi gì thì khét ở xung quanh đây cậu ơi. Còn tớ thì thấy tớ hết cả mồ hôi rồi đây này. Đúng thật, có mùi gì đó khét khét. Ui, phía trước này có một đám cháy. Đám cháy này sao lại xuất hiện ở đây nhỉ? Trang ơi,
đám cháy này có phải là do Skibidi Toilet gây ra không cậu nhỉ? Nếu vậy thì chắc chắn chúng chỉ quanh quẩn ở đây thôi. Bọn mình đi tìm tiếp đi. Bọn mình phải thật cẩn thận sang ạ. Đây này, nó lại nhìn thấy một đống đổ nát ở đây nữa rồi. Có vẻ như chỗ này từng là vị trí giao chiến giữa những cameraman với cả Skibidi Toilet đây. Mười nhìn ơi, tôi phát hiện ra ở đây có một cái xác bồn cầu này. Có phải là người TV Man đã hạ gục cái bồn cầu này không nhỉ? Để tớ xem nào. Đúng rồi đấy cậu ơi, cái bồn cầu này bị vỡ tan tành rồi. Hình như đây là vết bắn cậu ạ. Bắn một phát vào đây thế là xuyên qua đây luôn, vỡ luôn hai mảnh luôn. Đáng đời cái bồn cầu, đáng đời cái bồn cầu này. Chàng ơi, ở đây lại có một cái nữa này. Hai cái chứ không phải là một cái. Một cái này, hai cái bồn cầu luôn. Cậu nhìn này, cái bồn cầu này trông bên trong còn đen xì luôn. Dẻo ơi, cái này bồn cầu này chắc chắn là cái con rất là mất vệ sinh đấy. Còn cái con này xem nào. Con này ấy, cái đầu còn nguyên nhưng phía sau thì đã bị tan tành rồi. Đây là cái mảnh vỡ của nó đây này. Chắc chắn là con này đang đi tung tăng trên đường, không biết gì đã bị một anh TV Man từ đằng sau bắn cho một phát cậu ạ. Vậy là ở khu vực này những cái bồn cầu đã bị tiêu diệt hết rồi cậu ơi. Thế mà cứ tưởng chúng mình cần phải chiến đấu. Chiến đấu thì chiến đấu chứ tớ sợ gì. Tớ cầm cái này tớ chọc cho một cái có mà vỡ tan luôn. Phía này Nhím ơi, có rất nhiều các cái bồn cầu, chúng vẫn chưa bị tiêu diệt đâu. Cẩn thận anh Nhím ơi. Nhiều bồn cầu quá anh ơi. Này. Qua là nhiều bồn cầu luôn. Yeah, Nhím ơi, cậu siêu quá. Cậu tiêu diệt được mấy con Skibidi Toilet rồi. Mấy cái bồn cầu kia, đứng lại. Bùm, đứng lại. Phía này cũng có này Nhím ơi. Cái bồn cầu này để tớ ra nhiều luôn. Để tớ tiêu diệt luôn. Bắn này, chỗ này. Mấy con bồn cầu này, may mà chúng chạy nhanh đấy. Nếu không tớ đã tiêu diệt hết chúng rồi. Bây giờ có cái camera này tớ không bao giờ sợ bọn chúng nữa. Chàng ơi, cậu thấy tớ lợi hại không? Lúc đầu mấy cái bồn cầu này rất đông nha, nhưng bị tớ tiêu diệt bớt rồi. Bây giờ chúng nhìn thấy tớ có mà chạy mất dép luôn đấy. Ui, cái độ chiến đấu thế nào mà bung cả mồm của cái mặt nạ này ra rồi. Ui, tí nữa tử dụng cả mồm ra rồi. Bọn mình ra, hóa trang lại, rồi đi chiến đấu tiếp đi.